Thùy Tiên im lặng đáng sợ, không dự họp báo. Đặng Thùy Trang tiết lộ chấn động về quá trình cho vay tiền. Vừa qua, buổi họp báo Trung khảo Toàn quốc Hoa hậu Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của dàn mỹ nhân đình đám như Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Mai Phương, Bảo Ngọc, Đỗ Thị Hà và Á hậu Phương Nhi, Ngọc Thảo, Kiều Loan, Phương Anh. Đặc biệt là sự có mặt của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân. Đây là sự kiện đầu tiên mà cô tham gia với tư cách khách mời kể từ khi trở về Việt Nam sau cuộc tranh tài tại Miss Grand International 2022. Tuy nhiên, điều khiến dư luận thắc mắc nhất là Hoa hậu nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại Nguyễn Thúc Thùy Tiên không thấy xuất hiện trong sự kiện. Trước đó, vào tối 3 tháng 11, cô vừa đăng đàn lên tiếng về vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang. Khán giả cho rằng có thể vì lý do này mà người đẹp vắng mặt tránh gây ồn ào ảnh hưởng đến chương trình. Cụ thể, Thùy Tiên khẳng định chưa nhận bất kỳ một đồng nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời mà bà Đặng Thùy Trang đã hứa. Trừ 4 tháng 11, bà Đặng Thùy Trang đã phản pháo lại bài đăng của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Chị gái Đặng Thu Thảo bóc mẻ nàng hậu nhiều lần tố cáo mình mà bị bác đơn, trong khi trong bài viết của mình cô khẳng định trong khoảng thời gian dài bị phỉ báng và vu khống, Tiên chưa từng làm điều đó ngược lại bất kỳ một ai. Đáng chú ý, một tài khoản mạng xã hội đã để lại bình luận chì chiết Đặng Thùy Trang và được cô đáp trả. Đặng Thùy Trang lý giải lý do im lặng hơn 2 năm qua, đồng thời hé lộ về việc nắm giữ bằng chứng đưa tiền cho Thùy Tiên, nữ doanh nhân viết. Bằng chứng đưa tiền thì có rồi em nhé, mọi thứ cứ để tòa án quyết, cộng đồng mạng chỉ cần xem và đợi kết quả của tòa thôi. Bên kia sai nên chị đủ cơ sở để kiện lên tòa. Suốt 2 năm qua chị sinh con nên chị không có thời gian để đi kiện tụng. Bây giờ chị ổn định rồi, chị đi tới cùng thôi, đừng suy diễn nữa, cứ đợi kết quả tòa án. Mới đây nhất trả lời một trang tin, chị gái Đặng Thu Thảo cho hay: Thùy Tiên vay tiền mặt của tôi để trang trải cho cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ là 1,5 tỷ đồng. Tôi cho cô ấy vay trước 10 ngày diễn ra chung kết. Tôi có nhờ anh Nguyễn Quang Trọng đứng tên ký giùm. Sau thời hạn 1 năm, Thùy Tiên không trả tiền nên tôi có liên lạc với Thùy Tiên suốt mấy tháng. Đến khi Thùy Tiên chủ động hẹn tôi trả tiền, nhưng khi ra đến nơi không trả mà còn xé giấy nợ, gửi đơn tố cáo tôi ra công an, tố cáo tôi lừa đảo và cưỡng đoạt. Chính hành động này của Thùy Tiên nên đã không thể hòa giải được. Khi được hỏi về vấn đề kiếm fan từ Thùy Tiên, Đặng Thùy Trang cho rằng: Tôi nghĩ Thùy Tiên lại lợi dụng chuyện của tôi để truyền thông bẩn, vì thực tế tới giờ tôi chưa đi bài báo nào liên quan Thùy Tiên, chỉ có phía bên cô ấy liên tục nhắc tôi. Tôi không phải hoa hậu diễn viên, cũng không phải người hoạt động showbiz. Tôi làm kinh doanh thì không cần phải nổi tiếng mới kiếm được tiền mà phải kiếm fame. Cơ bản nợ không trả thì tôi đòi, trả nợ xong tôi sẽ không nhắc nữa. Nhưng giờ Thùy Tiên liên tục vu khống tôi trên mọi thông tin truyền thông thì bắt buộc phải xin lỗi tôi. Đặng Thùy Trang khẳng định đưa tiền cho Thùy Tiên là tiền mặt. Nhận tiền xong đủ, cô ấy mới điểm chỉ và ký nhận đủ, ký giáp like. Ngay hôm sau, cô ấy sử dụng tiền đó, Tiên nhận tiền trước 10 ngày diễn ra chung kết. Và mối quan hệ giữa tôi với Tiên sau đó 3 tháng vẫn rất bình thường và vui vẻ, bằng chứng là hình chụp chung với cô ấy. Đặng Thùy Trang chia sẻ thêm: Tôi và Tiên có quá trình gặp nhau suốt 1 tháng trời, biên bản xác nhận nợ cô ấy được đọc và kiểm tra trước 2 tuần. Giữa tôi với Tiên cũng có những thảo luận và trao đổi liên tục về vấn đề vay nợ và biên bản nợ. Tiên hiểu rõ về giấy nợ cũng như tiền vay. Ngoài ra trước khi nhận tiền và sau khi nhận, bạn cũng có tin nhắn phản hồi hứa hẹn trả. Biên bản xác nhận nợ có 2 bản, một bản Tiên giữ và một bản tôi giữ. Nếu tôi lừa cô ấy, vậy tại sao ngay thời điểm đó không tố cáo hoặc gặp tôi để đặt vấn đề? Để đến khi tôi đòi thì hẹn ra trả, xong dàn cảnh xé giấy nợ, rồi vu khống tố cáo tôi. Tôi có thể chứng minh được tiền sau khi vay Tiên sử dụng làm gì, đi đến đâu. Hiện sự việc đang trở thành tâm điểm bàn luận, gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả nên đợi kết quả cuối cùng từ phía cơ quan có thẩm quyền, tránh bạo lực mạng với bất kỳ cá nhân nào khi chưa rõ thực hư.